Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày 19 tháng 4 năm 2022. Bây giờ là 13 giờ, tức là 1 giờ chiều các bạn. Phía trước màn ảnh của quý vị và các bạn là dòng sông Bạch Đằng, bến Bạch Đằng các bạn. Từ xa chúng ta thấy có những chiếc xà lan đang chở các container linh đinh trên mặt sông Sài Gòn các bạn. Và để mở đầu video trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước, được nhiều bình an, hạnh phúc và luôn có những niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay Tường Vũ Channel tiếp tục cập nhật hình ảnh cầu Thủ Thiêm 2 hướng từ đường Tôn Đức Thắng đi về bên ngã tư đường Lê Thánh Tôn. Có thể nói rằng chúng ta cũng còn khoảng 10 ngày nữa sẽ bắt đầu khánh thành cầu Thủ Thiêm 2, đó là theo dự kiến ngày 30 tháng 4 năm 2022, với một sự chờ đợi, chờ mong của người dân Sài Gòn đang háo hức xem thử là cây cầu Thủ Thiêm 2 này sẽ đẹp như thế nào và các dự án hạng mục kết nối giao thông xung quanh sẽ được triển khai như thế nào sau khi mà hoàn thành cũng như là đưa vào sử dụng thông xe. Đây là những hình ảnh được cập nhật mới nhất. Phía bên tay phải của chúng ta các bạn, ở đây chúng ta thấy cây xanh và cỏ cũng đang trồng nhưng mà thấy chưa tốt lắm các bạn. Hy vọng trong 10 ngày sắp tới đây thì mọi công tác hoàn thiện cũng như là các cây xanh cỏ sẽ được tốt hơn. Bây giờ mình sẽ di chuyển nha các bạn. Chúng ta cũng đang rất mong chờ cái tiến độ hoàn thành sớm trước 30 tháng 4 để cho công tác chuẩn bị khánh thành nó sẽ chu đáo hơn, nó hoàn chỉnh hơn các bạn. Chứ còn khi mà chúng ta gấp rút lắm thì nhiều khi các công đoạn nó chưa được hoàn hảo. Cây xanh, cột đèn, vỉa hè cũng đang rất là khẩn trương. Cứ mỗi một ngày, một hai ngày, Tường Vũ Channel thường cập nhật những hình ảnh về cầu Thủ Thiêm cũng như là xung quanh cái cầu Thủ Thiêm này để mục đích là chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị ở xa, trong và ngoài nước được nhìn ngắm cái sự thay đổi cũng như là tiến độ hàng ngày. Phía bên hành lang dọc người đi bộ thì các cây xanh này thấy nó cũng chưa có tốt lắm các bạn. Hy vọng sắp tới đây thì những cái hạng mục này sẽ được hoàn thành gấp rút. Ở phía đầu cầu bên Thủ Đức thì cũng đã hoàn thành rất đẹp các bạn. Ngày hôm trước Tường Vũ Channel có cập nhật những hình ảnh bên đầu cầu Thủ Thiêm, quận 2 ngày xưa đó các bạn. Thấy bên đó thông thoáng và đẹp lắm rồi. Ở đây là nhánh N1 hướng từ vòng xoay công trường Mê Linh các bạn, đi về thẳng bên đường Tôn Đức Thắng rồi đi lên nhánh N1, rẽ tới phải để vào
cầu Thủ Thiêm 2. Cây xanh rất đẹp. Hướng của chúng ta đang đi đây thì bên hông nhà cầu, bên hông của nhánh N1 cũng đang trải thảm nhựa rồi. Biết là mọi khâu có được hoàn thành kịp tiến độ. Còn chỉ 10 ngày nữa, nhanh lắm đó các bạn. Nhìn vậy thôi chứ rất là nhanh luôn. Vũ Chính Nội cũng không biết là ở trên các cái sợi dây văng của cầu thì không biết là có trang trí những cái ánh đèn, nếu mà chạy đèn LED ở trên đó thì đẹp đó ha, buổi tối ánh đèn nó sáng lên chắc đẹp lắm, làm nổi bật cái dòng sông Sài Gòn. Nói chung tất cả chúng ta đang rất là háo hức để mà chờ đợi cây cầu Thủ Thiêm 2 đánh dấu biểu tượng mới năm 2022 của Sài Gòn sẽ như thế nào. Phía bên tay trái của chúng ta thì gạch ở dưới giả cầu, ở dưới gầm. Ở phía bên tay trái của chúng ta là gầm nhánh N1 cũng đã lát gạch thành công, hoàn thành rồi các bạn. Công đoạn trồng cỏ hai bên, trồng cây hai bên thì cũng đang được hoàn thành rồi. Từ Vũ Chính Nội rất mong nhận được những lời đóng góp, những lời góp ý cũng như là chia sẻ thêm những thông tin khi mà quý vị và các bạn xem. Bởi vì Từ Vũ Chính Nội cũng không có chuyên về nhiều khi những cái điều mình thấy mình nói theo cách tự nhiên thôi, mình không có hiểu sâu lắm đó. Cho nên mong tất cả cô chú anh chị và các bạn vui lòng thông cảm. Quý vị có nhiều thông tin thì vui lòng chia sẻ thêm ở phần bình luận bên dưới để cho mọi người được biết thêm ha. Từ Vũ Chính Nội rất cảm ơn với những đóng góp chân thành của tất cả quý vị và các bạn. Bóng nó chặt kéo lên trên đó luôn. Một, hai, ba sẽ sáng làm sao mình chưa biết được các bạn. Cái trụ đèn này các bạn, đây là cái trụ đèn rất là khổng lồ luôn. Trụ đèn rất khổng lồ các bạn.
Nhìn chung thì nhiều hạng mục cũng đã hoàn thành rất tốt rồi các bạn. Giờ các bây giờ còn những cái công đoạn như là dọn dẹp vệ sinh rồi trang trí lại các cái cây cỏ đó cho nó đẹp đều lại là cũng thấy đẹp rồi các bạn. Phía trước của chúng ta là đường Tôn Đức Thắng hướng về bên công trường Mê Linh đó các bạn ha. Các cái hạng mục ở bên trong cầu ta đang rất đẹp. Thật sự mà nói thì cũng đang rất là lo lắng, không biết là cái tiến độ này có cập nhật hoàn thành kịp theo như dự kiến hay không nữa các bạn. Đây là cái bề rào này, hành lang bảo vệ cho người đi bộ đứng đây ngắm đây các bạn. Rất là an toàn. Cầu thang cho người đi bộ lên này các bạn nha. Cần nét luôn. Cần nét cái cầu thang để bước lên cho người đi bộ. Phía dưới người ta đã làm công viên ở dưới gầm cầu đây các bạn.
Đây là những hình ảnh được Từ Vựa Channel cập nhật mới nhất vào lúc bây giờ là mấy giờ, Từ Vựa Channel coi coi xem coi. Bây giờ là 13 giờ 30 phút rồi các bạn. Đây là người ta đang sang mặt bằng rồi trồng cây xanh ở dưới gầm cầu. Ta đang đầu sang lắp mặt bằng rồi đổ đất lên làm các cái công viên nhỏ ở phía dưới bên trong này, trồng cỏ trồng cây đây các bạn. Có lối đi nè ha, nên người ta có cái lối để đi vào đó các bạn thấy không. Hy vọng sau khi hoàn thành các cái hạng mục ở tại cầu Thủ Thiêm 2 này sẽ cho chúng ta thấy được một cái bộ mặt rất là mới và rất đẹp. Hình ảnh của những anh em công nhân đang gấp rút từng khâu một các bạn. Làm việc xuyên suốt trưa, chiều, tối, ngày Chủ nhật, ngày lễ luôn. Hy vọng sẽ kịp tiến độ khánh thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Bên tay trái màn ảnh của chúng ta là nhánh N2 song song với trục chính để dành cho các phương tiện muốn rẽ xuống đường Tôn Đức Thắng để về hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh các bạn.
Phải nói là với những cái cột đèn rất khổng lồ ở đây thì sẽ chiếu ánh sáng tuyệt vời ở bên khu vực cầu Thủ Thiêm 2 các bạn. Mình sẽ đi thẳng đường Tôn Đức Thắng luôn nha các bạn. Về bên ngã tư đường Lê Duẩn là đường Tôn Đức Thắng. Đây nếu như chúng ta rẽ bên tay phải thì về bên đường Nguyễn Hữu Cảnh, về bên hướng cầu Sài Gòn các bạn. Các công đoạn, các hạng mục phải nói là đang rất là khẩn trương. Ở đây nếu chúng ta đi thẳng là về bên ngã tư đường Lê Duẩn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đứng ngay trục chính để mình quay xung quanh trục chính. Hướng từ như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là các hạng mục như là giải phân cách cứng nè, rồi cột đèn, phân chia làn đường, vạch kẻ đường hai chiều, chiều về thành phố Thủ Đức và chiều ngược lại từ Thủ Đức về bên trung tâm quận 1 cũng đã được hoàn thành hết rồi các bạn. Dường như tất cả mọi khâu bây giờ chỉ còn dẹp vệ sinh nữa là thấy đẹp lắm rồi các bạn ha. Như vậy là có thể nói rằng là mọi công tác chuẩn bị nhìn chung thì cũng đang có dấu hiệu rất là tốt. Như vậy nhìn chung tất cả những hạng mục để hoàn thành và khánh thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Như vậy có thể thấy rằng là những cái hạng mục mà chuẩn bị để khánh thành cây cầu Thủ Thiêm 2 này kịp với tiến độ vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 đang được hoàn thiện rất tốt các bạn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.